Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 P4G. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thường đỉnh đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ hai theo hình thức trực tuyến. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2021. Thủ tướng tham dự ngày họp thứ hai của hội nghị dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ đến 21 giờ 30 tối nay. Hội nghị được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu và phục hồi xanh trở thành ưu tiên hàng đầu của các quốc gia. Đây là hội nghị thượng đỉnh đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu lần thứ hai. Tiếp nối sự kiện lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2018 tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. Với sự tham dự của gần 60 lãnh đạo, quan chức cấp cao đến từ nhiều quốc gia, hội nghị năm nay sẽ tập trung thảo luận các nội dung hợp tác quốc tế vì mục tiêu phục hồi xanh sau khủng hoảng COVID-19. Hội nghị thượng đỉnh đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu là cơ chế thảo luận, trong đó các quốc gia thành viên hỗ trợ tài chính, còn các tổ chức doanh nghiệp và dân sự tiến hành các dự án, mục tiêu là hỗ trợ các nước đang phát triển còn yếu kém trong việc đối phó với vấn đề phát thải khí. Tổng cục thống kê nhận định dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 4, lây lan nhanh trong cộng đồng ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến hoạt động thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 5 giảm 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ tháng trước. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15 tháng 5 năm 2021 ước tính đạt 599,7 tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 496.000 tỷ đồng, bằng 43,8%, thu từ dầu thô 13,6 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 89,5 nghìn tỷ đồng bằng 50,1%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 60,2 nghìn tỷ đồng bằng 40,6% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không kể dầu thô 93 nghìn tỷ đồng bằng 46,7%. Thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 118,3 nghìn tỷ đồng bằng 49,8%. Thu thuế thu nhập cá nhân 58.000 tỷ đồng bằng 53,8%. Thu thuế bảo vệ môi trường 20,8 nghìn tỷ đồng bằng 32,2%. Thu tiền sử dụng đất 59.000 tỷ đồng bằng 53%. Tổng cục thống kê cho biết chi ngân sách nhà nước tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19 thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Theo Cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 5 năm 2021 tăng 8,1% về số lượng và tăng 33,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính chung năm tháng đầu năm 2021, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 78,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14 tỷ đồng, tăng 20,9%. Nhìn chung năm tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 55,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 778,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 412,4 nghìn lao động, tăng 15,4% về số doanh nghiệp, tăng 39,5% về vốn đăng ký và tăng 1,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm tháng đạt 14 tỷ đồng tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 975,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 19,1 nghìn doanh nghiệp thay đổi, tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký có bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2021 là 1.753,4 nghìn tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay nhiều khu vực nắng nóng gay gắt, có nơi mức nhiệt trên 40 độ C. Tâm nóng của đợt này là khu vực vùng Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, bởi đây là khu vực chịu tác động hiệu ứng phơn mạnh mẽ nhất. Ngày 31 tháng 5 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên còn nắng nóng, nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Một số nơi có khả năng trên 40 độ như Phú Yên, Sơn La, Mai Châu, Hòa Bình, Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghệ An. Hương Khê Hà Tĩnh, Đông Hà Quảng Trị, Nam Đông Thừa Thiên Huế. Độ ẩm tương đối thấp trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 40 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 đến 17 giờ, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến đầu tháng 6 năm 2021. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Tiếp theo sau đây sẽ là thông tin về tình hình dịch COVID-19. Sáng nay, Việt Nam có 61 ca mắc mới, ghi nhận tại Bắc Giang 43 ca, Hà Nội 15 ca, Lạng Sơn 3 ca. Trong đó, các ca tại Bắc Giang và Hà Nội đã được cách ly tập trung từ trước. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 5.665 ca ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 4.095 ca. Về tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 145 ca, lần 2 là 66 ca, lần 3 là 70 ca. Số ca tử vong là 47 ca, số ca điều trị khỏi là 2.950 ca. Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 150.471 trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 5.067 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 30.307 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 115.097 người. Làm việc tại tỉnh Bắc Giang mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Y tế bổ sung vaccine ngừa COVID-19 để tiêm cho công nhân cùng với đẩy mạnh xét nghiệm khoanh vùng, truy vết và điều trị. Đối với các yêu cầu về sản xuất, kinh doanh, các bộ ngành và tỉnh Bắc Giang cần có các biện pháp tạo điều kiện cho sản xuất, không để bị đứt gãy, đảm bảo hàng hóa không bị ách tắc lưu thông. Ngày hôm qua, Bắc Giang đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 3.791 người là công nhân tại các khu công nghiệp. Như vậy, sau 4 ngày triển khai, Bắc Giang đã tiêm chủng cho 5.566 công nhân trên địa bàn. Đến sáng nay, thế giới có trên 170,9 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 3,55 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Singapore quyết định không chỉ tập trung vào dập dịch hay tung ra gói cứu trợ kinh tế, mà còn tính đến tình huống lâu dài là phải sống chung với COVID-19. Trong cuộc họp báo mới nhất, Ủy ban Liên bộ Phòng chống COVID-19 của Singapore đã nhận định rằng các biện pháp thắt chặt phòng chống dịch đang phát huy hiệu quả. Số liệu trong hai tuần gần đây cho thấy, số ca mắc COVID-19 mới tại Singapore cơ bản đã được khống chế, có xu hướng giảm nhẹ. Đại diện chính phủ Singapore nhận định có được kết quả này là do mọi người dân Singapore hợp tác và thực hiện trong trách nhiệm của mình. Bên cạnh tăng cường truy vết và dập dịch, một số biện pháp không kém phần quan trọng là hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các quy định giãn cách xã hội lần này. Theo đó, chính phủ Singapore công bố gói cứu trợ mới trị giá 800 triệu đô la Singapore, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trả lương và tiền thuê mặt bằng. Chính phủ Singapore nhận định, COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường và có khả năng tồn tại mãi như nhiều loại bệnh khác. Theo Bộ trưởng nước này đang chuẩn bị cho tình huống là các nhà khoa học trên thế giới kết luận virus này không thể bị loại bỏ mà phải tính đến việc sống chung với COVID-19. Theo kịch bản này, Singapore sẽ tăng cường các mũi vaccine bổ sung cho người dân, nghiên cứu ra các phương pháp điều trị hiệu quả, cũng như phải tính đến các biện pháp phòng ngừa căn bản như liên quan đến các hệ thống thông gió và thiết kế các tòa nhà. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Năm tháng đầu năm, chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng, gia tăng dịch vụ thanh toán hiện đại, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát giao dịch tiền điện tử, tiền gửi tiết kiệm, hạn chế tối đa các rủi ro, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến hết tháng 5 năm 2021, tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 23.750 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 51 tỷ đồng giảm 0,2%. Trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 20.737 tỷ đồng, giảm 0,6% so với đầu năm, trong khi đó tiền gửi tiết kiệm tăng 4,8% so với đầu năm, ước đạt gần 17.000 tỷ đồng. Có hơn 3.700 tỷ đồng tiền gửi thanh toán giảm 18,2%, nguồn vốn quản lý đạt 3.013 tỷ đồng, tăng 2,9%. Từ nguồn vốn huy động trên các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, tích cực đầu tư cho vay vào các lĩnh vực kinh tế với tổng doanh số cho vay tháng 5 đạt 1.320 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 1.287 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế 5 tháng đầu năm đạt 12.295 tỷ đồng, giảm 213 tỷ đồng, tương đương giảm 1,7% so với đầu năm. Nợ xấu 90 tỷ đồng chiếm 0,73%, so với đầu năm tăng 13,2 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng 0,12%. Nguyên nhân khách quan nợ xấu tăng là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống xã hội, doanh nghiệp gặp khó khăn. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt 6.920 tỷ đồng, giảm 0,2% so với đầu năm. Hiện nay toàn tỉnh có 305 doanh nghiệp, 28 hợp tác xã có dư nợ tại các ngân hàng thương mại với số tiền 3.200 tỷ đồng, giảm 5,3% so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 2.860 tỷ đồng, tăng 127 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Thời gian tới, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục hoạt động ổn định, mở rộng đầu tư tín dụng, đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, thực hiện các giải pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, hỗ trợ cho khách hàng vay vốn. Mặc dù còn chịu ảnh hưởng nhiều của dịch Covid-19, nhưng kết quả kinh doanh dịch vụ du lịch đã có dấu hiệu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, đó là kết quả bước đầu thực hiện kích cầu du lịch nội địa và tạo đà tái khởi động hoạt động du lịch. Tháng 5 năm 2021 ước đạt 60.000 lượt khách du lịch, tăng 45% so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 450 lượt, tăng 13,6% so với cùng kỳ, khách du lịch nội địa ước đạt 59.550 lượt, tăng 45,2% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 10 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng ước đạt 20%, lũy kế đến tháng 5 năm 2021, tổng lượt khách ước đạt 300.880 lượt, tăng 61,6% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 42,2 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Nhằm đẩy mạnh kích cầu dịch vụ du lịch nội địa, cuối tháng 4, công ty cổ phần du lịch Cao Bằng đã khai trương tuyến du lịch khám phá trải nghiệm động ngườm ngao nhánh bản thuân. Theo đó, tour khám phá được tổ chức mỗi đoàn tối đa 20 người, quãng đường dài 2 km, thám hiểm hang, trong đó leo dốc, lội nước tạo ra mức độ mạo hiểm vừa phải. Đây là tuyến du lịch hấp dẫn, độc đáo, bước đầu thu hút nhiều du khách thích trải nghiệm cảm giác khám phá hang động, tham gia bản làng, giao lưu, gặp gỡ và tham gia các hoạt động nông nghiệp cùng người dân địa phương. Với phương châm liên kết hành động và phát triển, thời gian tới, ngành du lịch tiếp tục tập trung khôi phục, phát triển du lịch nội địa, đảm bảo đủ cơ sở lưu trú hợp vệ sinh với chi phí phù hợp, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch cơ cấu lại thị trường khách du lịch theo hướng bền vững hiệu quả nhằm vào thị trường khách chất lượng cao lưu trú dài ngày phát triển sản phẩm dịch vụ mới liên kết đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với từng phân đoạn thị trường đẩy mạnh hợp tác công tư liên kết vùng giữa các địa phương điểm đến trong hợp tác phát triển du lịch chuyển đổi số trong phát triển du lịch nhất là trong quản lý kinh doanh trong nghiên cứu thị trường trong tiếp thị và bán sản phẩm du lịch Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm triển khai thực hiện dự án giáo dục tự tin vươn tới ước mơ do tổ chức Chai Phan phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số về môi trường học tập, huy động sự hỗ trợ của cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục. Đặc biệt, nâng cao kỹ năng sống và năng lực quản lý của học sinh, nâng cao chất lượng giáo viên. Một cuộc giã ngoại trải nghiệm được tổ chức tại Đuối Mắt Thần, xã Cao Trương, huyện Trùng Khánh, với sự tham gia của đông đảo giáo viên phụ huynh và học sinh các trường mầm non xã quốc toản cao trương lưu ngọc quang vinh quang hán xuân nội huyện trùng khánh đây là hoạt động trải nghiệm nằm trong dự án giáo dục tự tin vươn tới ước mơ của tổ chức trai phân phối hợp với sở giáo dục đào tạo tỉnh với mục đích cải thiện nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng cao qua hoạt động trải nghiệm với sự tập huấn hướng dẫn của dự án các giáo viên đã biết cách lập kế hoạch xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm khám phá. Trước đây, việc giao tiếp phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Mông nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do phương pháp, cách thức của giáo viên chưa phù hợp, không có sự trợ giúp của cha mẹ học sinh, cơ sở vật chất trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn khiến trẻ chưa mạnh dạn tự tin trong giao tiếp và gặp nhiều khó khăn với ngôn ngữ tiếng Việt. Với việc triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt và kỹ năng sống cho trẻ mầm non và tiểu học tại một số điểm trường phân trường, 100% học sinh là người dân tộc Mông, vốn từ vựng của trẻ đã tăng lên đáng kể. Các hoạt động cụ thể bao gồm tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng tự quản, vận hành, tăng cường sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh và cộng đồng, đa dạng các hoạt động trải nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ bao gồm học chơi, lao động tham gia ngoài trời đặt câu hỏi phù hợp với trẻ để trẻ thực hành tiếng việt qua đó trẻ được tiếp xúc trò chuyện thoải mái biết bày tỏ cảm xúc cử chỉ khi nói trẻ hứng thú hơn thích khám phá môi trường xung quanh và mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp Cùng với các hoạt động tập huấn cho giáo viên, việc huy động sự phối hợp tham gia trợ giảng của phụ huynh là một hình thức mới đem lại hiệu quả tích cực trong việc giúp đỡ giáo viên và học sinh có sự giao tiếp tốt, hiểu nhau hơn, tạo điều kiện để phụ huynh cùng tham gia vào việc dạy và học của con em mình. Từ những kết quả tích cực đã đạt được, tại hội thảo chia sẻ kết quả dự án Giáo dục tự tin vươn tới ước mơ và thảo luận cơ hội hợp tác trong giai đoạn 2021-2025. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh và tổ chức Trai Phan đã tiếp tục bàn và định hướng chương trình giáo dục của Trai Phan giai đoạn 2021-2025. Dự kiến thống nhất tiếp tục triển khai các lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, phát triển giáo dục mầm non, quản lý trường học, nhằm góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Bản tin 9 giờ 10 xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.